Thưa quý vị, nhằm triển khai thực hiện luật trẻ em năm 2016, thời gian qua các đơn vị đoàn thể trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động mô hình sáng tạo hiệu quả, trong đó chú trọng đa dạng hóa các tiếp cận nhằm kịp thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của trẻ em, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các nền tảng online đang là hình thức phù hợp với xu thế và tâm lý của trẻ em. Nắm bắt được nhu cầu này, thành phố Đà Nẵng đã đưa vào hoạt động website bảovetrẻemdanang.vn và ứng dụng di động Trẻ Em Đà Nẵng nhằm đa dạng phương thức tiếp cận với trẻ em, gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả quyền trẻ em tại địa phương. Đây thực sự là một website có ý nghĩa vô cùng trong giai đoạn hiện nay. Do đó thì với vai trò là chăm sóc bảo vệ trẻ, thì trong thời gian sắp tới, thành đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai rộng rãi website đến các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, với nỗ lực xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em, các hội đoàn thể nhiều địa phương đã chủ động thành lập các mô hình góp tư vấn học đường ngay tại các trường học, phát hiện, tiếp nhận, thu thập thông tin về các hành vi, vụ việc bạo lực học đường, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để can thiệp, tư vấn và hỗ trợ. Thì với con thì nếu như tâm lý học đường ra đời thì sẽ giúp rất nhiều về học sinh và đặc biệt là ở lứa tuổi của trẻ em. Thì việc có vấn đề có tâm lý, bồi dưỡng tâm lý học sinh thì sẽ giúp cho các bạn có thể nói lên tiếng nói của mình. Nhiều nguyện vọng hoặc có thể là nhiều uất ức hay là khó khăn, những gì mà các bạn có thể giấu trong lòng mà không có cơ hội để nói ra. Thời gian đến, các cấp ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố sẽ tăng cường vận động nguồn lực giúp đỡ chăm sóc trẻ em, xây dựng nâng cấp các công trình phúc lợi cho trẻ em cũng như tăng cường các kênh lắng nghe kết nối với trẻ em, nâng cao vai trò của hội đồng trẻ em từ cấp thành phố đến cơ sở. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao ngành giáo dục phối hợp với đoàn thanh niên, các địa phương, đơn vị liên quan cùng gia đình quan tâm giáo dục, trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại bạo lực, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em.